bạn, trong cuộc sống để tạo không khí vui tươi, thú vị thì đôi khi người ta cũng tìm cách đùa nghịch nhau, nhưng ở một chừng mực giới hạn cho phép thì không làm ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, cũng có người với kiểu đùa nghịch như báo tin giả cho cấp cứu, cứu hỏa, công an đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Vậy đối với những hành vi báo tin giả thì phải xử lý như thế nào? Pháp luật quy định ra sao? Luật sư Đỗ Như Lưu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời cụ thể. Còn bây giờ, anh Thư mời luật sư và quý khán giả cùng theo dõi nội dung của tiểu phẩm sau đây. Ông sao rồi, công việc ông sao rồi? Trời ơi, cái nghề của tôi, nghề làm cò anh biết mà, bây giờ đất nó có xuống hay không xuống gì, nói chung cũng không có thất nghiệp. Đất hết sốt mình chuyển qua mình cò xe. Vậy là buôn này chục kia hả? Buôn này chục kia, ông nhận trả là mồm mép ghê nha. Gặp tôi thôi chắc bó tay không làm được vụ đó. Mà xe à, có vụ xe sốt là xe gì sốt vậy? Giờ là sốt nhất là xe hơi thôi, đúng không? Xe hơi? Thôi ông ơi, cái vụ đó của người ta sốt chứ. Mình có chiếc xe máy đi làm là cà tàng là mừng lắm rồi. Anh sao cứ vậy? Rồi. Tôi kiểu đó chạy đua không nổi rồi. Thì mình chạy không nổi rồi. Tôi nói cho ông biết á, tôi nhìn lên mà ngay. Tôi nhìn xuống hơn nhiều người khác là vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà đã tốt thì mình cũng cần phải tốt hơn, đúng không? Bây giờ tôi hỏi anh nè, anh nói anh già anh chạy không nổi đúng không? Bây giờ anh đừng chạy, anh để chiếc xe hơi nó chạy thôi. Đó, còn ngồi không mà. Vượt quá khả năng rồi. Rồi nè, bộ rảnh rỗi ngang nói chuyện khơi khơi vậy thôi à? Đâu có, nãy giờ lên trên sông trên nắm tình hình một. Nắm tình hình? Vụ gì hấp dẫn không? Không, bây giờ nói chung là chưa có vụ hấp dẫn, nhưng mà tôi nói với anh khoảng chừng 5 phút nữa có chuyện hấp dẫn. Hấp dẫn hả? Hấp dẫn, anh ngồi đây, anh đứng anh dọn rồi anh ngóng lỗ tai anh chớ nghe đi, chừng 5 phút nữa là hút còi anh nổi cho anh. Như phim luôn ha? Như phim luôn. Giống như vụ mới trước, ông hay kể luôn ha? Một ba chuẩn bị số giờ. Đừng giữ mặt hả cha, tự nhiên đừng nói gọi 113 ha. Dám gọi 113 luôn. Bình thường. Ông nhắn tin là bảo là bị bắt ráng chịu nha ông. Ôi ông cứ lo bò trắng răng không à. Bây giờ ông thấy ông ba cái sim khuyến mãi nó tràn lan đầy đường kìa. Giờ thích là lấy cái sim khuyến mãi gọi, ai biết đường nào đâu tụi mà tìm mình. Trời trang quá. Không tìm ra ông à. Sao tìm ra? Trời ơi, lỡ mà tìm ra cái là ông ráng nha ha. Thôi. Ông rảnh thiệt ha. Thôi. Vừa tốn tiền công sức của công an cảnh sát của người ta mà vừa tốn tiền của ông nữa nha. Ôi ông ơi, ông lo ba cái chuyện tôi không lo, ông đi ông lo cho tôi làm gì. Thôi dọn dẹp tiếp đi, hồi nữa nhớ ngóng tình hình trở nha. Tôi nói cho ông nghe cái con mẹ sáo hủ tiếu đó. Lần trước tôi ghé vô tiệm bà tôi ăn mà trong cái tô tôi có con gián ha. Mà bà không có xin lỗi mà bà còn chửi, chuyến này tôi chơi cho bà sập tiệm luôn. Chưa đâu ông. Chưa đâu nghe, tôi còn một người nữa. Hết con mẹ sáo hủ tiếu là đến mẹ tư nước sâm. Bây giờ ông lo ông làm việc đi, ông nhớ ngóng tình hình trở nghe. Mà hồi nữa có ra gì cũng đừng nói bậy bạ nghe cha. Thôi đi cha, ông làm tôi nhiều chuyện đụng ai cũng nói đó. Rồi vậy đi, làm tiếp đi. Chừng nào không ai khai tôi mới nói. Ghê trời. Cha quỷ thì chỉ dám giỡn mặt cái 113 luôn hả? Cha này gan thiệt ta. Không có ngại cho không biết có ngại nha. Mệt quá. Ông ơi. Tôi vô có đi mua phân đặng ông về cho ông bỏ mấy cái chuyện đó nè. Mà cảnh sát ở dưới ngã tư không biết chuyện gì mà cảnh sát 113 xuống rồi rần. Hỏi tôi nói là cảnh sát 113. Tới hả? Họ hỏi vậy chứ họ hỏi vậy chứ bộ đây có án mạng hả? Ở đây có mâu thuẫn với nhau hả? Mà ai vậy, ở đâu vậy? Đó, thiên hạ tôi đấy. Tự nhiên nghe hỏi là ngơ ngác. Đó, rồi ông 113 hay sao? Mấy ông cũng ngơ ngác rồi, mấy ông leo lên xe mấy ông về. Trời ơi, kiểu này ông tức cành hông luôn á. Chứ sao? Tôi còn tức à? Tự nhiên không có gì hết mà kêu xuống là mấy ông mất công. Trời ơi, mệt chứ vậy? Mới vậy chị cha này gan thiệt nha. Ủa? Cha nào? Thì cha bán bánh xèo, cha đăng bản bán bánh xèo, cái 113 tới cho bán bánh bèo. Cha này mới gì? Cái gì kỳ á? Ông nói gì kỳ vậy? Thôi mệt quá. Nhưng mà bây giờ mấy ông 113 đâu rồi? Thì mấy ông đi về rồi. Về đó hả? Nhưng mà tôi thấy chuyện này kỳ lắm nè. Bạch cái gì? Chị tôi nãy giờ xong không? Cái gì xong? Trời ơi, tôi nghe mấy đứa nít ở dưới sông tôi kể lại mà tôi ngồi tôi cười xong tôi chạy tôi bắp. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, tôi nghe ở dưới đó nói là giờ công an 113 hút còi in ỏi xuống quán bà Sáu hủ tiếu phải không? À vậy là